mà mình phải chấp nhận bên đối lại 15 năm. Vâng, sách bonsai xin kính chào quý vị và các bạn. Sách đang có mặt tại anh Ước Yên Thế Bắc Giang. Và cùng anh em đến chơi tham quan vườn cây nhà Ước. Chào bạn Ước nhé. Bạn chơi lâu chơi cây lâu chưa? Chưa được lâu lắm. Đội chục năm, hơn chục năm. Chục năm, hơn chục năm rồi. Kinh nhỉ. Mới chơi hơn chục năm thôi mà một vườn cây đầy áp cái này. Thì cứ nhặt vào thôi. Vườn mình chơi có giao lưu không? Có chứ. Vừa chơi vừa giao lưu các bạn ạ. Con này này anh này. Đấy, cây dưới nhà này. Con này đây là muôn tử. Đặc cấp nhỉ. Ui giời. Muôn tử. Đây hôm qua vừa mới cắt. Con đá nó cao khoảng bao nhiêu nhỉ? Nhìn như một con đại bàng. Con này từ mặt chậu lên. Rất đẹp. Nhìn con này nó nhìn kỹ. 80. 80. 90 gì đấy. Con kia nó ôm quái quái. Kinh quá nhỉ. Bám như cái lấm. Đúng rồi. Cây này thì nó giờ giao lưu khoảng độ bao nhiêu hả bạn đây? Con này chưa bán cho nên là như cái lấm. Chưa có giá. Chưa có giá. Nói chung là vẫn đang trong tình trạng là chăm sóc, nuôi dưỡng. Thế bạn cho cái số điện thoại cái nào để anh em có gì thầm kín. Của mình 0983 011 478. Ok, cảm ơn bạn. Bạn nào mà thích những các tác phẩm thầm kín này thì điện cho bạn Ước nha. Đây là cái xi à? Xi. Ui giời, cái cục xi trông như là hòn non bỗ này. Hai người B nhỉ? Đúng rồi, cái này hai người khách nhá. Đường kính này rộng độ khoảng 30, cao 40. Chưa có gì, chỉ là phôi thôi. Cái này độ bao tiền hả bạn? Cái này nói chung là tầm này thì phôi này chưa bán được. Chưa bán được. Chưa nói chuyện tiền bán. Thế à? Chỉ có đòi nuôi thôi. Cứ để nuôi thôi nhỉ. Đấy. Cái từ này từ xịn phải không? Từ xịn đấy nhỉ. Phải không? Từ ngoài đấy, từ ngoài. Nát chưa? Nát căng. Từ xịn đấy. Giờ mấy người khiêng được cây này? 4 người nhỉ. Chung 4 người. Bạn đâu có từ đâu hay anh từ đâu? Đấy, từ gì vẫn từ kia. Đây, anh định nhắm mình làm vào đây á. Anh định nhắm mình cắt vào đây á. Mình thì đã rồi. Cây này bạn chơi lâu chưa? Cũng lâu ghê đấy. Rồi. Giờ nhiều tiền không? Con này chắc bây giờ nó cũng lít hơn lít gì đấy. Hơn lít à? Lít hơn lít bạn kinh nhỉ. Hơn lít tí bạn các bạn. Cây cao khoảng 70 thôi. Đẹp. Rất nhiều cây. Cây này thì sắp xong rồi nhỉ? Dưới khủng đấy nhỉ? To uy lực đấy. Con kia cây uy lực này có bao tiền hả bạn? Con này là chắc nó hơn trăm. Hơn trăm à? Cao 70 đấy nhỉ? Không biết cao bao nhiêu. Đây, đường kính nhỉ? Ôi, quá khổ. Quá đẹp. Rất nhiều suối đẹp các bạn. Đang ở cái suối lên với bán Ước nhá. Yên Thế Bắc Giang. Con này em mới có cắt phôi làm từ đầu năm đấy anh. Con này. Rất nhiều anh em này đến chơi tham quan, không biết có nhúp được nhiều không? Tay một mẹ là anh thấy nhanh rồi. Con này, con kia cắt phôi phát từ đầu năm đến giờ, anh thấy không? Nhanh. Muối làm nhanh mà các ông tưởng tượng muối làm nhanh mà. Con này em thấy nhanh nhất là con này. Nó khỏe cây. Sắp xong rồi đấy nhỉ? Con này nếu mà định hình thì cái tay này hôm nọ thấy nó cảm thấy nó phát triển nhanh quá phải cắt đi đấy. Tại nuôi mầm khác đấy. Mua ba này có nhiều tiền không? Ba này có mấy chục chúng em mua. Hả? Mua mấy chục. Em mới mua được mấy tháng. Mua bao nhiêu? Chưa mấy con 70. Quá đẹp. Đây là cái bà trong xã trên. Bà ăn cũng chưa lâu. Bộ bà giờ ra bây giờ cây này ra chứ ra giữ trời đó đang làm cái to lại như vậy anh kia anh phải cắt anh làm ạ à? Bộ ba xanh cổ lâu nhưng mà các bạn nhìn này cao 70 các bạn nhé long lùn. Thì cứ cho anh ra cái tiền nào quấy. Cứ làm nào làm
định bán thì gọi là giao lưu chứ còn gì. Cây ở giữa ạ. Xem nếu ông nào xuống em giao lưu chứ còn nếu mà bán thì người nhận nhỉ. Con xin này em quay đấy cách khi bây giờ mới được hơn 2 tháng. Đúng rồi, dối là đúng rồi đấy. Dối là đúng rồi đấy. Dối thì em bảo được hơn 20 cây đấy. Rất đẹp các bạn, cốt chậu. Còn thằng này nó vẫn cứ bảo là sang xe cho. Nhưng mà dối nhẹ lại. Chú biết ạ. Đẹp quá. Chú nói đâu mà chú biết. Đấy. Tay canh chuẩn chỉ, tám cổ. Bộ ba long lùn các bạn nhé. Nói chung vào hàng đá nhưng mà các em cũng còn vào hàng cây nó mịn thôi. Hàng có nghĩa là hàng có rất đẹp. Chứ không phải cái này mà mới khai thác. Nó mới khai thác có một số đấy. Trong khai thác như một số đấy. Nhưng mà em nghĩ là cái cây dưới ấy, cây mấy cây cổ. Cây dưới nhẹ đá quan nhìn kinh điển như cây này ghê đấy nhỉ, sau đó nhẹ giống màu đá một cây giống nhau thế nhỉ, nhẹ đá nó không thể nó về cắt cái này mình xem đây các bạn ơi, quá khủng khiếp. Như này điều này là nó mới ra đấy xong rồi nó đen đây, nó vẫn sống nó vẫn tươi bình thường nhưng mà nó là cái này nó đẩy này đẩy hết. Lên mạnh là sun này sun hết lên nó phát triển mạnh này nhà đẹp lắm ấy, vào hẳn núi nhà đá khiếp ấy. Kinh khủng khiếp đấy nhỉ, thôi xuống xem có nhiều lắm các bạn. Anh em giao lưu quá. Chương trình xin phép tạm dừng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thực ra là